Tầm này các bác mua xe thì quá là hợp lý rồi. Thời tiết miền Bắc thì đang rất là nắng nóng, vừa che mưa che nắng lại với giá thành cực kỳ hợp lý với thời điểm này. Xe bao rẻ luôn mọi người ạ. Nên là các bác đang có dự định mua ô tô thì thời điểm này là luôn luôn là thời điểm tốt nhất trong trong năm rồi. Đây các bác này. Với chiếc xe số lưu động mà mức tiêu hao nhiên liệu của em nó đây. Quá là ổn đúng không ạ? Ngang với lại những chiếc xe số sàn thôi. Ngang với những chiếc xe số sàn thôi. Quá là kinh tế. Chạy dịch vụ kiếm thêm thu nhập cũng đều rất là ok các bác nhé. Đấy, một chiếc xe rất là đẹp luôn. Đấy, bên em thì luôn luôn bao cho các bác là chúng ta có thể mang xe test hãng check thoải mái mọi người nhé. Nội thất theo xe, keo chỉ nguyên zin, máy móc nguyên bản. Và xe thì chiếc này còn zin từ do mặt dàn cò cơ các bác. Nên là mọi người hoàn toàn yên tâm nhé. Đây. Bản cao cấp nhất, bản số tự động. Động cơ máy 1.5, nội thất theo xe nhé, ghế da theo xe 100% nhé. Đây, vô lăng củ số cũng vậy mọi người nhé. Đấy, một chiếc xe chạy có tầm hơn chục vạn thôi. Đời 2014 mà với tầm tài chính chưa đến 300 triệu là cả nhà đã sở hữu rồi. Đây. Tổng thành xe thì chất thì chúng ta không phải bàn rồi. Đấy, mọi người yêu thích thì cứ liên hệ cho em. Với tầm tài chính như này thì chúng ta mua khẳng định là chúng ta mua được các đối thủ khác trong phân khúc B thì chắc chắn là cũng chỉ có thể mua được đời 2011 12 thôi. Nhưng mà đối với chiếc xe này thì chúng ta mua hẳn được đời 2014 luôn, hơn 2 3 đời luôn. Đấy, và chiếc chất lượng Nhật thì chúng ta yên tâm rồi. Dòng xe này thì rất là lồi đồng cua đá các bác nhá. Phiên bản số sàn thì được các hãng taxi sử dụng chạy dịch vụ rất rất là nhiều. Máy móc của dòng này thì siêu lành luôn mọi người nhá, nên cả nhà yên tâm. Động cơ 1.5 một chủ từ đầu. Phiên bản XV bản cao cấp nhất của dòng xe này rồi, Nissan Sunny. Đời 2014 các bác nhé. Keo chỉ máy số nguyên bản. Với tầm tài chính 299 củ khoai là các bác đã sở hữu rồi. Nên mọi người quan tâm thì cứ liên hệ cho bốn bánh kinh môn nhé. Theo số hotline 0354 152 888 để được sở hữu em nó về đi lại đây. Đây. Cua lốp nguyên bản theo xe, không có hiện tượng vã mục ngoặt các bác nhé. Đây. Rung cầm sàn này. La răng đúc nguyên bản đa chấu theo xe. R15 các bác này. Với tầm tài chính rất hợp lý cho các bác. Vừa chạy gia đình hay là vừa chị em phụ nữ đều đi được. Và chúng ta muốn chạy dịch vụ thì kiếm thêm thì cũng rất là ok. Xe thì tổng thành là quá là chất luôn rồi, không bàn về chất các bác nhé. 299 củ. Đấy, mọi người nhanh tay alo cho em nhé. Để được em tư vấn hỗ trợ cho các bác. Máy số nguyên bản, cột kèo zin, keo chỉ zin, đăng kiểm còn, xi nhan báo rẽ dẹp trên gương này. Đấy, có lốp dép thì hơi mòn một tí này. Đấy, chúng ta nếu mà chúng ta lấy chiếc này thì có thể là về thay lốp. Đây. Tổng thành form dáng bên ngoài thiết kế của em nó đây nhá. Chiếc xe này thì khẳng định là rộng nhất phân khúc B, rộng không đối thủ luôn. Bởi em nó sở hữu trục chiều dài cơ sở lớn nhất phân khúc mà. Nên là rất là rộng dài, nên là chúng ta ngồi đằng sau rất là thoải mái. Nội thất thì không có gì phải chê rồi. Chiếc xe này thì khẳng định với các bác là mọi người xuống xem xe chắc chắn là sẽ không bao giờ sợ mất việc các bác nhé. Sẽ có xe đi về. Đấy, nên là cả nhà yên tâm. Phần khoang máy thì em sẽ cho mọi người tham khảo này. Một chiếc xe siêu chất. Đời 2014. Đây. Máy này. Máy zin từ mặt dàn cò nên cả nhà yên tâm này. Đấy, mặc do mặt dàn cò vẫn còn theo xe từ nhà máy ra. Đầu răng đây. Máy rất êm luôn, cực kỳ êm và thì thầm luôn mọi người nhé. Nên là chúng ta yên tâm, nghe rất là tròn tiếng này, không có rung giật gì cả này. Đấy, bao chất cho cả nhà. Đấy, với tầm tài chính rất hợp lý thôi. Đấy, mọi người quan tâm thì cứ liên hệ cho em để em tư vấn hỗ trợ cho các bác nhé. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều.